được. Thêm một cú sút nữa vào. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm kiếm được bàn thắng sau rất nhiều chờ đợi, và người lập công là Thanh Hiền. Rất bất ngờ, tưởng như cơ hội của Công Phượng đã bị ngăn cản, nhưng sau đó Thanh Hiền đã làm rất tốt nhiệm vụ còn lại để có được bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đây là một bàn thắng hết sức quan trọng ở thời điểm này, khi mà chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Thanh Hiền đã có một pha cứa lòng rất chính xác. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha cứa lòng cực kỳ chuẩn xác của Thanh Hiền. Chúng tôi đã nói đến cần có những pha đi bóng của Công Phượng để tạo sự đột biến. Ở tình huống này thì Phượng không phải người lập công, nhưng tình huống đi bóng của Công Phượng cũng đã góp phần để làm cho phòng ngự của U23 Lào đã bị phá vỡ.